Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Mình lại mới hoàn thiện xong một mẻ hàng, thì có thời gian mình quay cho mọi người xem qua nhé. Đây là những cái mẫu mà mình cũng đã có video ở chi tiết trên từng kênh một rồi. Đó thì mình quay lại nhé, để cho bạn nào mình không có thời gian mình kéo nhiều video xem nhé, thì các bạn có thể là xem cái video mới nhất. Đó thì đây là gồm lắc tay và dây chuyền, đấy đều bằng chất liệu bạc ta. Và hoàn toàn đây là bạc đẹp hết mọi người nhé. Các bạn nhìn bạc đẹp nó rất là sáng luôn. Đó thì xin giới thiệu với các bạn từng món của đường của cái mẻ hàng này. Đầu tiên là một cái dây vẩy rồng hai cây nhé. Đấy, và dây này thì nó là dây đầu bọc. Đấy, các bạn không thích đầu rồng thì mình có thể làm cái đầu bọc như thế này. Thế thì nó sẽ gọn gàng hơn. Còn bạn nào mình thích cá tính thì mọi người làm sang cái dây đầu rồng, các bạn có thể là lắp hai cái đầu rồng vào đây thì nhìn nó cũng khá là cá tính mọi người nhé. Thế thì đây là một cái dòng dây thân tròn rất là dễ đeo và đeo nó rất là mềm, nó nằm trên cổ nhé, lăn trên cổ rất là dễ chịu đấy, các bạn không có cảm giác là nó bị cắn vào cổ hay là nó cứng cổ nhé. Đấy, dây rất là mềm. Đó, các bạn nhìn dây thân tròn này cực kỳ là mềm luôn. Đó thì đây là cái dây 2 cây 2, chiều dài là 60 và có cái độ to của thân là tầm 4 ly mọi người nhé. Đấy thì các bạn nếu như mà thích đeo to hơn thì các bạn phải đặt số cây nhiều lên. 2 cây 2 thì nó sẽ tương đương với cái đường kính có cái độ to của dây là tầm 4 ly. Đó thì đây là cái dây vải rồng này. Mình sẽ quay dây chuyền trước nhé. Dây thứ hai là dây mình gọi là dây kép. Đấy, một cái dây kép có bản 1/4 và có trọng lượng là 5 cây 2. Đây là một cái mẫu dây mà gần đây là khách bên nhà mình đặt khá là nhiều, bởi vì là cái sản phẩm này là một trong những cái mẫu mà nó có cái mắt rất là săn. Đấy, cực kỳ là săn dày, và đặc biệt là đây là một cái sản phẩm mà các bạn đeo cũng rất là sáng. Đấy, và mình làm vệ sinh nó cũng dễ thôi mọi người nhé. Đấy, bởi vì đây là cái dòng sản phẩm làm tay. Đó, nó là những cái mắt kép nhé. Đây gọi là dây kép. Đó, dây kép thì nó lồng với nhau rất là dày như thế này. Đấy, và đặc biệt đây là một trong những cái dây mà được khách rất là yêu thích, và nó gần như là cái dây quốc dân mọi người nhé. Nên các bạn nào mà mình thích đeo đơn giản mà mắt dày thì các bạn cứ làm cái mẫu này cho mình. Đấy, mẫu này thì các bạn yên tâm là sẽ là bạc đẹp cho mọi người. Đó thì đây là cái dây kép này. Dây thứ ba nhé. Dây thứ ba muốn giới thiệu đến mọi người đó là một cái dây xích. Dây xích này thì có trọng lượng là 3,5 cây. Đó, 3,5 cây, và đây là một cái sản phẩm mà mình làm xích vát cạnh mọi người nhé. Đó, các bạn nhìn nó có cái đường vát cạnh như thế này. Đấy, và cái kiểu xích này nếu như bạn nào mình không thích cái mắt mà mài vát cạnh như thế này thì các bạn có thể là để tròn. Cái này mọi người có thể là yêu cầu mình được nhé. Đó thì riêng cái dòng dây xích này thì các bạn thích mắt để tròn hay là mắt mài vát cạnh như này, mình đều làm được cho mọi người. Đó, dây này là 3,5 cây, và cái dòng dây xích này thì khách bên nhà mình cũng đặt khá là nhiều, và cái này thì các bạn hoàn toàn có thể là đặt được theo cái trọng lượng. Đấy, trọng lượng cũng như là cái độ dài yêu cầu mọi người nhé. Đó, hai cái dây này là đều mọi người đều đặt được theo cái trọng lượng. Đấy, trọng lượng như ý nhé. Đấy, ví dụ như là các bạn yêu cầu lẻ 1,5 cây, 2 cây là mình đều làm được, bởi vì đây là cái sản phẩm hàng tay. Đấy, hàng tay nó không cần khuôn mẫu, cho nên là mọi người có thể là đặt theo cái trọng lượng cũng như là cái độ dài mà mọi người mong muốn được. Đó thì đó là hai cái dây. Còn cái sản phẩm tiếp theo là hai cái lắc tay mọi người nhé. Đấy, hai cái lắc tay này thì đây là hai cái mẫu mà mình cũng làm rất là nhiều cho khách. Đấy, cái mẫu bên trái mình đây mình gọi là mẫu lắc thẻ. Đấy, cái bản to ngang của lắc là 2 phân lắc thẻ mọi người nhé. Khóa hộp rất là đẹp. Cái này thì có trọng lượng 2,5 cây, gần 2,6 cây. Size tay là 18,5. Đó thì đây là một cái mẫu mà sản phẩm hàng cao cấp rất là đẹp, và các bạn mà sở hữu cái mẫu này thì mọi người sẽ yên tâm là sẽ không
không sợ bị đụng hàng mọi người nhé. Đấy, các bạn cứ để ý mọi người dùng trang sức bạc thì các bạn thấy là rất là ít người đeo cái mẫu như này. Đó, rất là hiếm luôn, bởi vì đây là một cái kiểu lắc mà nó cũng rất là khó làm. Đấy, không có nhiều nơi làm được cái mẫu này. Đấy, và làm cái mẫu này thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian mọi người nhé. Cho nên là cái giá thành của nó hơi cao. Đấy, thì đây gọi là mẫu lắc thẻ này. Đấy, lắc thẻ là lắc có một cái đường thẻ bên trên này, xếp đều đặn như nhau như thế này, gọi là kiểu lắc thẻ. Đấy, khóa hộp rất là đẹp luôn. Và cái kiểu lắc cuối cùng muốn giới thiệu đến tất cả mọi người, đó là một cái lắc bản to. Bản to nhưng có trọng lượng cũng khá là vừa phải, rất là thích hợp để cho các bạn mua hàng. Kiểu này mình gọi là kiểu lắc đơn. Đấy, lắc đơn có cái bản to ngang là 2,5 phân. Trọng lượng cái này thì nó tầm độ 3,5 cây nhé. 3,5 cây, size tay tầm độ 20, 19-20. Đấy, thì cái kiểu này mình cũng làm khóa hộp cho khách này. Đấy, khóa hộp rất là đẹp. Và đặc biệt đây là một cái sản phẩm lắc tay mà có cái bản to ngang cũng tương đối mọi người nhé. 2,5 phân là cũng là tương đối rồi. Đấy, và đặc biệt là bản to nhưng mà nó cũng trọng lượng nó cũng khá là vừa phải, nên nó chỉ tầm 3,5 cây thôi nhé. Đấy, và đây là kiểu đắc đặc chứ không phải là rỗng mọi người nhé. Đấy, bên nhà mình hầu hết là mình làm là hàng đặc. Đấy, chứ hàng rỗng thì chỉ có một số dòng dây ống thôi. Đấy, dòng dây ống thì là mới là rỗng thôi, chứ còn tất cả những sản phẩm lắc tay và một số cái dòng dây chuyền cũng đều là hàng đặc hết mọi người nhé. Mình không có rất là ít hàng rỗng. Đó, hàng rỗng thì nó đeo nó nhẹ mà nó không đầm như là cái hàng đặc như thế này. Đấy, thì cũng rất là ít bạn thích. Cho nên là mọi người dùng cái trang sức bạc thì tốt nhất là mọi người là làm những cái mẫu mà nó đặc. Đấy, bản nó đặc như thế này thì là nó đeo nó có cảm giác là nó đầm tay. Đấy, nặng tay thì rất là ok, và đeo cảm giác nó là thật, rất là thật luôn. Đấy, bởi vì cái trang sức bạc nó cũng không quá đắt, cho nên là mọi người mình nên đặt những cái mẫu mà nó làm đặc nhé. Đấy, đặc thì là đeo nó sẽ thích hơn. Đó, thì hôm nay là một cái bể hàng mình mới hoàn thiện xong chiều nay. Đấy, bạc rất là sáng đẹp luôn. Nếu như bạn nào mình ở xa nhé, các bạn có nhu cầu đấy, cần tư vấn về sản phẩm bạc ta đấy, và đặc biệt là hàng đẹp như này, thì mọi người liên hệ mình nhé qua cái số điện thoại là 0966 646460, mình sẽ tư vấn kỹ cho mọi người. Đấy, thì mình rất là cảm ơn mọi người nhé đã đón xem cái video này của mình. Chúc các bạn một buổi tối thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.